Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống dịch và vấn đề của thể chế Báo Tiến Dân ngày 12 tháng 7 đã đăng bài bình luận của Facebook cơ Dương Quốc Chính về vụ xét xử chuyến bay giải cứu làm xôn xao xã hội Việt Nam trong những ngày gần đây Thời báo chấm đê trích giới thiệu bài này đến quý khán thính giả Bài viết có nội dung như sau Chế độ này làm cho những anh hùng đồng thời cũng là tội phạm, kẻ tội đồ, ranh giới giữa tội phạm và anh hùng quá mong manh hoặc đồng thời là hai mặt và đây là một vấn đề của thể chế hình ảnh bài trên báo tiếng dân chuyện này mình đã dự báo từ khi mới chấm dịch và phân tích so sánh cách chống dịch kiểu Tây và kiểu ta nên các vụ như Việt Á chuyển bày giải cứu chỉ là hệ quả của cách chống dịch Việt Nam chống dịch bằng cách huy động toàn hệ thống chính trị một cách khá cực đoan Do hoàn cảnh dịch bệnh nên người ta thường dùng các giải pháp rút ngắn thời gian, lượt bớt quy trình, huy động ngân sách. Và các cơ quan chức năng nhiều khi là cực đoan, duy ý chí, lạm quyền, từ đó ác dẫn tới tham nhũng. Xét về vĩ mô thì nguyên tắc là cứ chi tiêu công, dùng ngân sách càng nhiều thì rủi ro tham nhũng càng lớn. Nhất là với hoàn cảnh đặc biệt, thể chế toàn trị sẽ ra quyết định rất nhanh, bỏ qua các thủ tục về giám sát tùy khá lỏng lẻo thường dùng cơ chế chỉ định thầu chi tiêu ngân sách nhiều thì không thể tránh tham nhũng vì thế dịch bệnh chính là cái bẫy chuột để bẫy quan lại trong toàn hệ thống chính trị mà ngành y sẽ chết nặng nhất chẳng qua do chi tiêu nhiều nhất cục lãnh sự tèo do vận chuyển dân nhiều chứ mình dự đoán là việc này họ vẫn ăn hàng ngày từ mấy chục năm nay như vậy thôi chẳng qua dịch là tình huống đặc biệt dân tập trung chạy về Việt Nam quá đông Cầu vượt cung quá nhiều thì đương nhiên giá sẽ tăng theo, bao gồm cả tăng tiền thủ tục. Ngày thường chạy mất 100 đô la một suất thì giờ đông quá phải lên hàng ngàn đô la, có gì lạ đâu. Hình ảnh biếm họa trên BBC về chuyến bay giải cứu. Để công bằng, mình nghĩ là nên thanh tra toàn bộ hệ thống chính trị tham gia chống dịch là hết cán bộ luôn, bởi vì nguyên tắc của thể chế là cứ có chi tiêu công là phải có thất thoát mà dịch bệnh cấp bách thế thì đương nhiên ăn phải dày hơn thôi chỉ là người ta có muốn đánh hay không vì anh em lực lượng vũ trang tham gia chống dịch cũng ác liệt đó bởi ra là à mà thôi người ta có súng có còng bàn làm gì nhiều mình kể sơ sơ một số cái có thể thanh tra kiểm toán thì sẽ vui như các trại cách ly tiền ra tiền vào sân sau cung cấp suất ăn trang thiết bị y tế sinh phẩm test kit rồi việc cung cấp lương thực, thực phẩm, cứu dân cũng có anh em sân sâu vào cung cấp. Tiền phần trăm hoa hồng thôi cũng bét nhẹ, chưa kể bớt sáng. Mọi người để ý, ta chống dịch cứ thích đi phát chẩn, phát gạo muối, rau dưa, nước mắm. Đó là cửa tham nhũng đó. Cứ dùng ngân sách để chi tiêu mua sắm là có phần trăm trong đó. Còn ở tay, nó chuyển khoản cho dân, dân cần thì tự đi mà mua chính phủ chỉ cần kiểm soát để tránh thổi giá là ok, sẽ khó tham nhũng hơn nhiều. Ăn theo chuyến bay giải cứu còn có hệ thống khách sạn dùng làm nơi cách ly với giá cắt cổ, đảm bảo khách sạn cũng phải chạy xuất để được tham gia vào hệ thống. Vì khách sạn lúc đó ế sưng, làm gì có khách mà giá thì lại cao gấp mấy lần ngày thường, thì chắc chắn là phải có ABC trong đó. Hình ảnh BBC tóm tắt những điểm chính trong vụ chuyến bay giải cứu rồi tới các trại cách ly, hàng ngàn người chi tiêu mỗi ngày biết bao nhiêu mà kể, mà toàn chi ngân sách. Bò đỏ thì thủ dâm là nhà nước cứu dân, không thu tiền người dân, nhưng mà quan lại sướng quá, vừa được tiếng vừa được miếng, ngu gì mà không chống nhiệt tình. Đó chính là lý do tại sao mình bảo anh hùng đồng thời là tội phạm tham nhũng. Bởi vậy nên nhiều tỉnh chống dịch rất cực đoan và kéo dài. Vì càng cực đoan, càng kéo dài thì tiêu càng nhiều ngân sách càng kiếm được nhiều tiền. Cứ bắt tất cả dân đi ngoáy mũi hàng tháng thì đương nhiên là phải thu được nhiều tiền hoa hồng test kit khẩu trang. Vì thế nên ủy ban kiểm tra cứ mò đến những địa phương nào chống dịch cực đoan và dai dẳng nhất mà thanh tra thì sẽ càng đốn được nhiều củi. Đấy là logic chứ không phải là bịa đặt gì đâu. Dịch bệnh là cơ hội để chi tiêu công nhiều và nhanh nhất, không thất thoát nhiều mới là lạ. Từ những suy luận trên, chắc chắn Trung Quốc cũng gặp vấn đề như Việt Nam, chẳng qua là họ xử lý kín mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin chống dịch và vấn đề của thể chế. Ông thưởng vào ban thường vụ quân ủy trung ương là tăng hay giảm quyền lực. Ngày 5 tháng 7, blog Trần Đông A trên VOA có bài Tại sao Tổng bí thư Trọng lại đưa ông Thưởng vào ban thường vụ quân ủy Trung ương? Theo tác giả sáng ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy Trung ương đã chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia ban thường vụ quân ủy Trung ương. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả cho biết theo hiến định, chủ tịch nước võ văn thưởng là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, có nghĩa là mọi vấn đề quan trọng bàn thường vụ quân ủy trung ương đều phải báo cáo chủ tịch nước. Nhưng tác giả lại cho rằng quy định nói trên trong nhiều trường hợp nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tuy chủ tịch nước là thống lĩnh các lực lượng vũ trang, trên thực tế đã có một số vướng mắc trong việc thực thi quyền thống lĩnh này từ năm 2016 chủ tịch nước trương tấn sang đã từng nêu vấn đề này trước quốc hội tác giả nhắc lại lời phàn nàn của ông trương tấn sang rằng một số nhiệm vụ của chủ tịch nước tuy đã được hiến định nhưng thiếu cơ chế thực thi trong khi có việc thực hiện quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân ông sang cho rằng một trong những vướng mắt là nhiệm vụ về quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân được quy định trong hiến pháp nhưng chưa được thực hiện cụ thể trong các luật chuyên ngành Tác giả nhận định qua bao đời chủ tịch nước, các vướng mắc nói trên vẫn tồn tại cho đến ngày nay, tuy giữa chúng có một vài điều chỉnh, nhưng các điều chỉnh này vẫn chưa hề động chạm đến tương quan cốt lõi nhất, đó là tương quan quyền lực giữa hai trụ hàng đầu, đồng thời đến quyền trên danh nghĩa và thực tế của trụ chủ tịch nước. Tác giả lấy ví dụ về thế yếu của trụ chủ tịch nước thể hiện qua việc bộ chính trị giải quyết chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc Điều quan trọng là khi đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam xử lý thống lĩnh các lực lượng vũ trang như thế đã để lộ nhiều yếu huyệt. Trong suốt lịch sử cầm quyền của đảng Cộng sản từ thời Lê Duẩn, các bí thư đảng luôn tiếm quyền đối với các chủ tịch nước, chức danh chủ tịch nước luôn ở vị thế làm vì tượng trưng chứ không thực quyền. Hình ảnh, ông Trọng thẳng tay loại bỏ chủ tịch nước làm vì Nguyễn Xuân Phúc ngay trước Tết Nguyên Đán trở lại việc ông trọng với tư cách là bí thư quân ủy trung ương tặng hoa và chúc mừng chủ tịch nước võ văn thưởng được bộ chính trị chỉ định tham gia ban thường vụ quân ủy trung ương tác giả phân tích thực chất là một vở bi hài kịch không hơn không kém bởi vì bộ chính trị mà thực chất là tổng bí thư trọng chỉ định chủ tịch nước võ văn thưởng tham gia ban thường vụ quân ủy trung ương không phải là để tăng quyền lực cho ngài tổng tư lệnh mà đã giảm quyền lực của ngài tổng tư lệnh xuống. Trên thực tế, quyền năng của ông thưởng chỉ còn lại một lá phiếu, ngang bằng với phiếu của tất cả các thành viên khác trong ban thường vụ, chứ không phải là lá phiếu nặng cân hơn thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Tác giả đặt vấn đề tại sao Bộ Chính trị lại giảm quyền lực của nhà nước xuống một nấc như thế, sâu xa đằng sau quyết định này là gì? sâu xa và cốt lõi là vấn đề nằm ở tương quan ảnh hưởng của quyền lợi giữa đảng cộng sản đối với dân tộc việt nam tác giả nhận xét nếu như trong các cuộc kháng chiến trước đây slogan của quân đội là trung với nước hiếu với dân thì vào những thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này đảng định hướng cho quân đội phải trung với đảng hiếu với dân điều này có hàm ý phải đặt quyền lợi của đảng trước hoặc trên quyền lợi của dân tộc Bộ Công an thanh kiếm và lá chắn của đảng là còn đảng còn mình. Cả trong quân đội lẫn công an cũng như trong tất cả các bộ ngành khác, tiếng nói cuối cùng phải là tiếng nói của đảng. Lợi ích cao nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Để đạt được mục đích tối thượng ấy, đảng sẵn sàng xử lý thống lĩnh Nguyễn Xuân Phúc, cũng như đảng sẵn sàng trừ khử đảng viên 50 năm tuổi đảng Lê Đình Kình để làm gương cho các đảng viên và quần chúng nào không tuân theo lệnh của đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Ông thưởng vào ban thường vụ quân ủy trung ương là tăng hay giảm quyền lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm